Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 2020 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có nhạc lá bồ đề và bản tin y học. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị Kính mời quý vị đến với Nhạc Lão Bồ Đề với câu chuyện Trung Chùa Thức Tịnh Danh Lợi Khách, Kẻ Đánh Người Nghe Cần Một Tấm Lòng, Chuyện Do Tình Tâm Su Tâm, Tủ Linh Tóm Lược và Trình Bày. Kính mời quý vị theo dõi. Giữa những âm thanh và tiết tấu náo nhiệt của thời đại, tiếng chuông chùa vẫn còn đó, nhưng mấy ai còn nhớ và hiểu lời chuông kia. Từ thời xa xưa, người ta đã có câu, có chùa tất có chuông, chuông được người tu hành coi là pháp khí thức tỉnh lòng người khỏi cơn mê hàng phục yêu ma cõi u minh hầu như ngôi chùa xưa nào cũng có đôi câu đối như sau chóng sớm chuông chiều thức tỉnh khách trần đang chạy theo danh lợi kinh vàng kệ ngọc kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ minh mông nào phải cái chuông chỉ là để điểm giờ nhắc người tu hành tụng niệm. Người đánh chuông cũng phải tạo ra được những âm thanh trầm hùng, vang vọng mà du dương. Đánh chuông cũng là thể hiện công phu, định lực của người tu hành. Qua câu chuyện về chú tiểu đánh chuông như sau. Ngôi chùa nọ có một chú tiểu, có nhiệm vụ đánh chuông. Khi mới bắt đầu công việc thì chú tiểu khá nghiêm túc nhưng nửa năm trôi qua chú tiểu cảm thấy công việc đánh chuông thật là nhàm chán thế là cậu chỉ làm qua loa cho xong chuyện một ngày nọ sư chủ trì ngôi chùa đột nhiên đưa chú tiểu xuống hậu viện trẻ củi gánh nước không để cho cậu đánh chuông nữa chú tiểu thấy lạ bèn hỏi sư chủ trì không biết có phải tại con đánh chuông không đúng giờ không vang tiếng hay sao sư chủ trì bảo con đánh chuông rất vang nhưng tiếng chuông rộng tuyết eo uột bởi vì trong lòng con không hiểu được ý nghĩa của việc đánh chuông cũng không chú tâm làm việc ấy tiếng chuông không những là thước đo cho thời gian làm việc nghỉ ngơi trong chùa mà quan trọng nhất ấy chính là thức tỉnh tâm mê muội của chúng sanh vì vậy tiếng chuông chẳng những cần phải vang dội mà còn cần phải êm dịu hùng hậu thâm trầm lan xa người mà trung tâm không thành kính có nghĩa là không kính trọng phật nếu không thành kính thì làm sao đảm nhận chức vụ đánh chuông được chú tiểu nghe xong đỏ mặt xấu hổ rồi sau đó dốc sức tu hành cuối cùng trở thành một vị cao tăng lại có câu chuyện khác có vị hòa thượng một sớm mai nghe được chàng chuông ngân đến khi âm thanh dứt hẳn ông không cầm lòng được bèn gọi người đến hỏi sáng sớm hôm nay ai đánh chuông thế người ấy trả lời đó là một chú tiểu mới xuất gia vừa đến đây hòa thượng cho gọi chú tiểu mới tới lên và hỏi sáng hôm nay khi đánh chuông nội tâm con như thế nào vậy chú tiểu trả lời thưa không có tâm tình nào cả chỉ là đánh chuông thôi lão hòa thượng hỏi không phải vậy chứ trong lúc con đánh chuông trong lòng con nhất định có tâm tư bởi vì ta nghe tiếng chuông hôm nay vô cùng cao quý và vang dội đó là thanh âm mà người có thành tâm thành ý hướng phật mới có thể đánh chuông xuất ra được chú tiểu suy nghĩ rồi nói kỳ thực con không có nghĩ gì khác chỉ là khi con chưa xuất gia cha con thường luôn nhắc nhở rằng trong lúc đánh chuông thì phải nghĩ rằng chuông cũng chính là phật phải thành kính trai giới kính trọng chuông như kính trọng phật cần dùng tâm như nhập định khi thiền định cùng với tâm thành kính lệ bái mà đánh chuông lão hòa thượng nghe xong gật gù đắc ý nói rằng, sau này xử lý chuyện gì, con đừng quên giữ vững một tâm thái giống như khi đánh chuông hôm nay nhé. Quả thật, chẳng những là chuyện đánh chuông, làm việc gì ta cũng cần một tấm lòng cung kính để hoàn thành tốt việc mình cần phải làm. Chỉ có tâm niệm chân chính thì những việc làm từ nhỏ tới lớn mới có thể chân chính được. Đối với người tu hành, một tiếng chày kinh cũng phải dụng tâm cung kính, buông bỏ nhân tâm thì mới ra được âm thanh ấy. Thế nên tiếng chuông ấy mới có độ uy lực để thức tỉnh lòng người say mộng, nhắc nhở thế nhân không chấp trước, say đắm vào những điều phù phiếm. Chính vì tiếng chuông có đầy đủ định lực và uy lực nên người nghe chuông mới thấy tâm thái an nhiên tĩnh lặng cảnh vật xung quanh cũng trở nên trầm mặc linh thiêng. Tiếng chuông chùa vì thế đã từng lan tỏa, thả vào không gian và thơ văn những tiếng vang cuộn trôi êm đềm, những lo toan sầu muộn thay bằng những lắng động khiến người dần tỉnh thức qua những vần thơ của Chu Mạnh Trinh, thọ thẻ rừng mai, chiêm, cúng trái, lững lờ, khe yến, cá nghe kinh thoạt bên tay một tiếng chày kình khách tan hải giật mình trong giấc mộng và nhà thương quách tuấn đã từng tâm sự người đến viếng cạnh chùa lòng không rửa mà trong thân không cánh mà nhẹ ngồi tựa bóng cây đón mát tưởng chừng mình đã xa lánh hẳn cõi trần tục nếu không có tiếng chuông lay động thì mộng còn mãi chìm trong bóng mây u tối hoặc còn làm cò vương hương bay lờ lững trong hồ sen yên tịch. nhưng tiếng chuông ấy không phải chỉ là đánh thức con người khỏi cảnh thoát tục mênh mang mà chính là để đánh thức con người khỏi cõi mê mà họ đang lăng lộn trong đó nào danh nào lợi chẳng vững bền nào tình ái cùng si nào những dục vọng mà khi đạt được cũng sẽ tới lúc thấy vô vị nhạt nhẽo. Đó là cõi mê mà loài người vẫn mãi lặng ngộp trong đó, rồi tự chuốc lấy những bi lụy bất bình giữa màng xương mờ ảo. Phấn hồng thơm hương đó, nghe một tiếng chuông chùa, để những vòng lan tỏa vang vọng, gột rửa và đánh thức thiên tính của mình, lòng sẽ bắt đầu tự hỏi và muốn tìm câu trả lời. Đời người cuối cùng là để làm gì đây tiếng chuông chùa ngàn năm vang vọng và uy lực được bởi người đánh dụng hết chân thành lắng đọc và ngân vang được trong tâm hồn bởi người nghe cũng quý trọng và cung kính thế nên người xưa làm việc gì cũng nên lấy hết sức mình ra dùng hết công phu mà làm cho tốt chứ không chỉ qua loa cho xong chuyện nhưng thời nay người ta làm việc gì cũng đều nghĩ tới lợi ích của mình có được trong đó xứng thì mới dụng tâm còn không thì qua loa được rồi người đi làm công ăn lương vì tiền lương tiền thưởng người nuôi chồng chăn nuôi vì vòng vốn thật nhanh vì siêu lợi nhuận người học sinh đi học vì điểm số và tấm bằng ngay cả người làm vợ làm chồng cũng vì hưởng thụ cá nhân mà xa rời thiên chức và trách nhiệm của mình với gia đình, với con cái. Từ việc nhỏ của bản thân đã chẳng muốn làm cho tốt và thành tâm lại chỉ coi trọng hình thức và truy cầu kết quả tốt đẹp hơn người. Giả như trong tâm ai cũng vẫn còn có một tiếng chuông chùa vang vọng, gột rửa dục vọng và đánh thức chân tâm ai cũng cung kính chân thành, lưu giữ thứ lễ nhạc đầy tính giáo huấn linh thiêng ấy. Ai đã nghe qua và thấu hiểu tiếng chuông ngàn năm vang vọng. Trăng sáng sau khi trời tạnh mưa, hiên ngoài thoang thoảng gió hương đưa, tiếng chuông ngân gọi trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Thơ của sư thầy mật thể Kính thưa quý vị, Nhạc Lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 at gmail.com. Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.